Tôi nghĩ chắc nhiều người đã từng xem một bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ mang tên Vượt Ngục. Hôm nay chúng ta nói về một vụ có thật, sự kiện Vượt Ngục đảo Ác Ma. Đây là sự kiện vượt ngục nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ. Đảo Ác Ma nằm ở đâu? Nó là một nhà tù rất nổi tiếng của Mỹ, nằm trên một hòn đảo nhỏ ở vịnh San Francisco, California. Hòn đảo nhỏ này vốn có tên là Alcatraz, diện tích chỉ có 0,08 km². Bao quanh đảo là những vách đá dựng đứng, không có bãi cát, nước xung quanh cũng cực kỳ sâu. Khoảng cách tới bờ biển gần nhất là 2,4 km, một nơi rất thích hợp để xây nhà tù, giống như là đặt một tảng đá trên biển rồi xây một nhà tù trên tảng đá này. Thế nên hòn đảo này cũng gọi là đảo đá khổng lồ. Nơi này ban đầu vốn là một căn cứ quân sự, nhưng vào năm 1906, tại San Francisco đã xảy ra một trận đại động đất 7,8 độ Richter, rất nhiều tòa nhà đã bị sập. Hơn nữa nhà tù trong thành phố gặp hỏa hoạn nên bắt đầu phải sơ tán tù nhân ra bên ngoài. Thế nhưng bên ngoài là một mớ hỗn độn. Hơn nữa trong số tù nhân này, rất nhiều đều là tù nhân nghiêm trọng, không thể tùy tiện đặt họ chỗ này chỗ kia được. Vì vậy, họ đã gấp rút đem 176 tù nhân này đưa lên đảo, như vậy họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì mà cũng không thể trốn thoát được. Sau đó cũng chính vì sự việc này mà phát hiện hòn đảo này quá thích hợp để xây nhà tù. Vì thế năm 1912, chính phủ Liên bang Mỹ đã xây dựng một nhà tù khổng lồ trên hòn đảo này. Kể từ đó, cái tên của hòn đảo cũng có thay đổi, từ đảo đá khổng lồ biến thành đảo nhà tù. Rồi sau đó vào thời đại những năm 1930, cuộc đại suy thoái kinh tế diễn ra tại Mỹ, khắp nơi đều xuất hiện một số lượng lớn phần tử tội phạm vũ trang bạo lực, đều là có tổ chức. Những tội phạm này nếu giam trong nhà tù bình thường thì rất không an toàn, bởi vì tổ chức tội phạm sẽ đến giải cứu. Ví dụ như ông trùm bị giam tại đây thì đàn em sẽ đến cứu. Vì thế, những tên trùm của các tổ chức phạm tội đều bị giam trên hòn đảo này. Ví dụ như ông trùm băng nhóm sao đen khét tiếng Mỹ Al Capone. Ông ta là người sáng lập tập đoàn tội phạm Chicago. Giam vào nhà tù bình thường không được, giam trên đảo này thì không thể nào lái thuyền đến cứu được. Cho nên trên hòn đảo tất cả đều là ông trùm xã hội đen. Và còn người như thế nào thì bị giam trên đảo này nữa? Đó chính là những người rất giỏi vượt ngục, tức là nhà tù bình thường không giam nổi nữa rồi, cứ giam là họ sẽ trốn, cứ giam là trốn thoát. Thế nên mới giam trên đảo, giống như Michael Scofield trong Vượt Ngục, chắc chắn là phải giam trên đây rồi. Và cũng kể từ đó, trên hòn đảo này không còn giam phạm nhân thông thường nữa, chỉ còn giam những phần tử phạm tội bạo lực nghiêm trọng, những người thường xuyên vượt ngục, những kẻ đã bị kết án là hàng trăm năm đều giam ở đây. Và cũng bắt đầu từ đó, tên của hòn đảo này lại thay đổi một lần nữa, từ đảo nhà tù thành đảo ác ma. Vậy thì do nơi đây là nơi tập trung của ma quỷ, cho nên cấp bậc an ninh cũng là cao nhất. Cả nhà tù có 600 phòng, tất cả các phòng đều không kết nối với tường bên ngoài, cũng tức là trong phòng giam sẽ không có cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài được. Hơn nữa, tất cả các hàng rào trong nhà tù, bao gồm hàng rào cửa hay một số lan can bên trong, tất cả mọi chỗ rào chắn đều được làm bằng nguyên liệu đặc biệt. Nếu như dùng công cụ thông thường thì có cậy cũng không thể nào cậy nổi. Còn nữa là bốn mặt xung quanh nhà tù cũng đặt các tháp canh. Dạng tháp canh này không gọi là tháp canh mà phải gọi là tháp súng. Người trên đó đều cầm súng nhắm vào trong nhà tù. Đứng trên tháp canh này có thể nhìn thấy tất cả các phòng trong nhà tù. Và cái tháp canh này cũng dùng sắt để vây quanh, từ bên ngoài chắc chắn cũng không thể vào được. Còn bên trong nhà ăn của nhà tù, trên trần nhà họ chôn đầy bom hơi cay có thể điều khiển từ xa, tức là một khi xảy ra bạo động thì sẽ khống chế từ tháp canh bắt đầu thả hơi cay. Tuy hòn đảo này được gọi là đảo ác ma, canh gác cũng vô cùng nghiêm ngặt, còn cách biệt với đất liền, nhưng thực chất môi trường trên đảo này cực kỳ tốt, bởi vì ở đây họ chỉ nhận những người tội ác đến tột độ, nên tỷ lệ bị giam trong đây cũng thấp. 600 phòng giam chưa bao giờ đầy hết, nó bảo đảm mỗi người một phòng. Hơn nữa ăn uống đặc biệt rất tốt, đồ ăn nhất định phải làm thật ngon. Hơn nữa không chỉ ăn no mà còn phải đầy đủ dinh dưỡng, cái gì cũng có. Ngoài ra, chỉ cần tù nhân có biểu hiện tốt thì còn được xem sách, có hơn 15.000 cuốn sách có thể tùy ý xem. Họ còn có thể được phát nhạc cụ, còn được tự học, cũng có thể vẽ tranh, giấy, bút hay màu vẽ, cái gì cũng có thể cung cấp. Nếu như còn biểu hiện tốt hơn nữa thì mỗi tháng còn được một lần xem phim, nên là chỉ cần biểu hiện tốt thì có thể sống rất thoải mái trong đó. Cho nên rất nhiều tù nhân thông thường bị giam ở các nhà tù khác đều xin được chuyển đến đảo này. Cái mà họ quan tâm nhất đó chính là được ở mỗi người một phòng, là vì nhiều tù nhân ở tại các trại giam thông thường họ đều nói là mình bị các tù nhân cùng phòng khác uy hiếp, cho nên việc được một người một phòng đối với họ mà nói thực sự quá quan trọng. Kể từ khi nhà tù này được xây xong thì luôn được cho rằng nó là một nhà tù không thể nào trốn thoát được, bởi lẽ môi trường của nó thực sự rất đặc biệt. Đảo được bao quanh bởi toàn vách đá, nước xung quanh cũng rất sâu và cực kỳ lạnh. Một điều nữa là vùng biển xung quanh đó cũng toàn là cá mập, mà chủ yếu là cá mập trắng lớn. Hơn nữa quanh đó đâu đâu cũng có các ngọn hải đăng, tàu tuần tra, tháp canh, nên chắc chắn không thể nào có khả năng vượt ngục được.
Tuy nhiên trên thực tế, từ khi nhà tù xây xong cho đến nay, đã có hơn 30 người thử vượt ngục. Trong những người đó thì có 23 người bị bắt lại, 6 người bị bắn chết, 2 người bị chết đuối. Nhưng vào năm 1962, cũng tức là khoảng 60 năm trước, có 3 người đã vượt ngục thành công, cũng không thể nói là vượt ngục thành công, mà là biến mất khỏi nhà tù này. Thực ra cùng trốn tù, tổng có 4 người, nhưng có 1 người bị bắt lại. Trong 4 người này, một người tên là Frank Morris, và còn hai anh em John Anglin và Clarence Anglin, và còn một người nữa là Alan West. Trước tiên, chúng ta giới thiệu qua một chút về 4 người này. Người có tên Frank rất thông minh, năm lên 11 tuổi, ông ta bị cha mẹ bỏ rơi. Kể từ đó, ông ta trở thành trẻ mồ côi và cũng bắt đầu phạm tội. Năm 13 tuổi, ông ta bị bắt do tàng trữ súng và ma túy, sau đó lại bị bắt do cướp ô tô và cướp có vũ trang. Tiếp sau đó, lại do cướp ngân hàng, bị kết án 10 năm tù. Sau khi ra tù, lại phạm tội xâm nhập bất hợp pháp và lại bị bắt. Cuối cùng thì bị đưa đến đảo ác ma này. Lý do lớn nhất khiến người này bị đưa đến đảo ác ma là do ông ta thường xuyên vượt ngục, hơn nữa còn nhiều lần thành công. Cho nên sau đó, trước khi bị đưa vào nhà tù này, người ta đã tiến hành đo chỉ số IQ của ông ta. Chỉ số IQ của ông ta cao tới 133, thuộc hàng top trong các tù nhân. Còn hai anh em nhà Anglin là những đứa trẻ nông thôn, hai người cách nhau 1 tuổi. Lúc nhỏ do không muốn làm ruộng nên sớm đã bon chen vào xã hội. Kể từ năm 20 tuổi thì liên tục phạm tội, chủ yếu là cướp ngân hàng. Lần cuối cùng là năm 2027 và 28 tuổi, bị bắt do cướp ngân hàng. Một người bị kết án 15 năm tù và một bị kết án 20 năm tù. Hai người này cũng do nhiều lần vượt ngục nên đã bị đưa lên đảo này. Cuối cùng, người mang tên Alan West bắt đầu phạm tội từ năm 16 tuổi. Trước năm 28 tuổi, bị bắt tổng 20 lần, cho nên đại đa số thời gian của cuộc đời đều là sống trong tù và trong quá trình bị bắt. Người này cũng đã vượt ngục rất nhiều lần, cuối cùng thì bị đưa lên đảo ác ma này. Bốn người này, ngoài điểm chung là đều thường xuyên vượt ngục, thì còn có một điểm nữa là họ đều trạc tuổi nhau và đều cùng sinh ra trong thời kỳ đại suy thoái tại Mỹ. Dường như ở thời đại đó, các loại tội phạm như cướp ngân hàng là việc rất bình thường. Bốn người này trước khi lên đảo ác ma thì đã quen nhau rồi, nhưng không phải quen ngoài xã hội mà là quen nhau trong tù. Và còn có một việc nữa dẫn đến chuyện bốn người cùng vượt ngục, đó là phòng giam của họ ở cạnh nhau. Tháng 12 năm 1961 thì họ đã bắt đầu lên kế hoạch vượt ngục rồi. Người cầm đầu và lên kế hoạch lần vượt ngục này cũng chính là người lớn tuổi nhất, có chỉ số IQ cao nhất, Frank Morris. Trước tiên bốn người họ dùng khoảng thời gian nửa năm bắt đầu chuẩn bị đồ dùng dụng cụ trong trại giam. Những công cụ này bao gồm keo, thìa, xà bông, kem đánh răng, giấy vệ sinh, tóc, khăn tắm, áo mưa, máy hút bụi. Bạn nghe thấy những thứ này dường như chẳng biết dùng để làm gì. Chút nữa tôi nói cho bạn biết, chúng đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Trước tiên, họ từng chút một trộm hơn 50 chiếc áo mưa của trại giam. Họ cắt bét áo mưa ra để làm thành một cái xuồng cao su, dán các mảnh áo mưa lại với nhau. Không chỉ keo dán, họ còn dùng phương thức làm nóng khiến cho cái áo mưa này chảy ra để chúng kết dính lại với nhau. Nhưng một con thuyền lớn thế, muốn thổi nó lên là cực khó, muốn thổi phải mất mấy tiếng, vậy chắc chắn là không được rồi. Thực ra họ đã dùng ống thổi của accordion để thổi hơi cho nó. Họ đều có thể có nhạc cụ, biểu hiện tốt là có nhạc cụ. Ông Frank biểu hiện cực tốt, vì thế đã yêu cầu một chiếc accordion. Thực ra là vì để thổi hơi cho thuyền, nhưng sao họ có thể biết được dùng áo mưa có thể làm thành thuyền cao su chứ? Về sau này mới phát hiện, Frank thường hay đến thư viện, chính là thư viện trong nhà tù, biểu hiện tốt là được đi. Cuốn tạp chí ông ta hay xem, sau này lấy quyển đó ra mới phát hiện, trên đó từng đăng bài về việc cách cứu sinh khi dã ngoại. Trong đây có một tình tiết nói rằng, nếu như bị nước lớn cuốn trôi đi, những thứ như áo mưa, nó có thể phồng lên, nó không bị thoát khí, thì có thể làm thành một vật có thể nổi trên mặt nước. Có thể vì thế mà ông ta đã liên tưởng, cái này có thể làm thành thứ gì đó, như cái thuyền dùng được trên biển. Sau đó họ dùng những mảnh cắt áo mưa, làm thành 4 chiếc áo phao cứu sinh, còn có cả túi chống nước, túi này để các đồ cá nhân, sau đó dùng những mảnh gỗ tích được, làm thành mái chèo. Và như vậy, dụng cụ để di chuyển trên biển đã đầy đủ. Vậy làm sao để từ phòng giam ra được đến biển đây? Cần phải đào lỗ trong phòng giam. Họ đã lấy trộm thìa kim loại nhỏ trong phòng bếp, nhưng chỉ có thìa thôi thì chẳng có tác dụng gì, vì tường đều là bê tông, lấy cái thìa mà đào thì không đào được. Vì thế họ lại lấy trộm motor của máy hút bụi, kẹp cái thìa vào động cơ, kết nối với điện trong phòng là biến thành khoan điện, mà cũng không thể khoan bừa được. Bên dưới bồn nước có một lỗ thông gió, họ khoan cái lỗ thông gió này to ra là người có thể trèo ra được. Mà từ lỗ thông gió này thì ra đến đâu? Là một hành lang sửa chữa, là nơi sửa chữa đường điện đường nước trong nhà tù này. Nó giống với kết cấu trong phim Vượt Ngục. Nhưng có một vấn đề, đó là cái khoan điện mà họ tự làm, một khi dùng thì nó sẽ có tiếng rất lớn, thì sẽ bị lộ. Vậy có thể chơi nhạc cụ? Đúng, tất cả những người biểu hiện tốt trong nhà tù này đều sẽ được nhạc cụ, mà hàng ngày đều có thời gian cố định
để họ biểu diễn. Và đúng thời gian đó là lúc nhà giam ồn ào nhất, thì họ nhân lúc này bắt đầu khoan tường. Thực ra không cần khoan lỗ to quá, chỉ cần khiến cho cái lỗ thông đó lớn hơn chút, một người có thể chui ra là được. Thế nên thời gian họ khoan tường vốn không quá dài, cũng không cần ngày nào cũng khoan, chỉ cần mấy ngày trước khi đi, bốn người khoan lỗ của mình là được. Bốn người đều phải khoan, bởi vì mỗi người một phòng. Ở đây không có giống với phim nhà tù Shawshank, cái kia phải đào mười mấy năm mới đào được đường thông, mà đào quá sớm thì rất dễ bị phát hiện. Thực ra ngoài những thứ này, họ còn phải làm một số việc vô cùng quan trọng, sau này mới thấy việc này đúng là tuyệt chiêu. Sau khi họ bò được ra xong, buổi tối là sẽ có kiểm tra phòng. Nếu kiểm tra mà không thấy trong đó có người, sẽ lập tức kéo còi báo động, thì họ sẽ không chạy được. Họ không giống với Scofield. Scofield chỉ cần vượt được tường là tính vượt được ngục rồi. Còn họ không chỉ vượt tường mà còn phải vượt được biển mới tính là vượt được ngục. Cho nên cần thời gian càng dài hơn, nên tốt nhất là cả đêm không bị phát hiện. Vậy thì làm thế nào mới thoát khỏi việc kiểm tra phòng này đây? Họ đã dùng xà bông, kem đánh răng cùng với bê tông, còn giấy vệ sinh nữa, tóc thu thập được, làm thành bốn cái đầu người giả. Cái đầu giả này làm rất tốt, trên đó quét lớp màu da người. Vậy nguyên liệu màu này lấy từ đâu? Vì người biểu hiện tốt sẽ được vẽ. Trong bốn người họ, có một người yêu cầu được vẽ, nên có màu. Sau đó trước khi đi, đem cái đầu này đặt trên giường, rồi đặt khăn tắm bên trong, trông giống như là người đang ngủ vậy. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, tối ngày 11 tháng 6 năm 1962, thì họ bắt đầu vượt ngục. Ai nấy đều mang theo áo phao cứu sinh, mái chèo, còn Frank mang theo thuyền. Đương nhiên thuyền vẫn chưa bơm hơi, và rồi trèo ra từ lỗ thông đó. Trong bốn người này, chỉ có Alan West không trèo ra ngoài được. Tại sao ông ta lại không ra được? Là do lúc đầu khi khoan lỗ thông thì ông ta khoan hơi lớn. Mấy ngày trước đó vốn đã khoan xong rồi, ông ta sợ bị phát hiện nên đã dùng xi măng đắp lên một chút. Ông ta nghĩ đợi đến hôm đi sẽ bẩy nó ra, ông ta ra được ngoài là xong. Kết quả đợi đến ngày trốn thì xi măng đã đông chắc vào, ông ta không thể nào bẩy ra nổi nữa. Mà đang tối muộn, ông ta không thể nào khoan nó ra được vì sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Nên ông ta cứ thế dùng tay đào từng tí một, đào bẩy tận mấy tiếng đồng hồ. Đến khi ông ta ra được ngoài, phát hiện ba người kia không còn ở đó nữa, không ở đó từ lâu rồi. Mấy người họ vốn đã định sẵn tuyến đường là như thế này, từ lỗ thông này ra, đi theo con đường sửa chữa đến cuối, có một cầu thang có thể thông thẳng lên mái nhà. Sau khi trèo lên được mái nhà, đi đến mái của phòng bếp, trên đó có một ống khói, theo ống khói này xuống dưới mặt đất, rồi sau đó tiếp tục đi trên mặt đất, xuôi theo vách đá này sẽ xuống dưới biển, sau đó bơm xuồng lên. Ông West sau khi ra đến ngoài, phát hiện ba người kia không còn ở đó nữa, ông ta cũng đi theo tuyến đường đó xuống dưới. Nhưng khi lên đến mái nhà, ông ta phát hiện trời cũng vừa sáng, đến sáng rồi, nên ông ta lại theo con đường cũ quay về, ngủ tiếp. Do những cái đầu giả kia đã lừa được cảnh sát soát phòng, nên thực tế thì lúc cảnh sát phát hiện những người kia bỏ trốn là lúc điểm danh vào sáng hôm sau. Ba người kia không ra, nên cảnh sát đã vào phòng, thấy mấy người này sao vẫn còn ngủ, bèn cầm dùi cui chạm vào đầu, cái đầu liền rơi xuống đất, khiến cho cảnh sát sợ phát khiếp. Sau này cảnh sát cũng phải ngạc nhiên thán phục rằng những chiếc đầu này làm quá giống thật, ngũ quan, đường nét, màu sắc trên đó giống y hệt người thật. Quay trở lại câu chuyện, sau khi phát hiện ba người đã biến mất, cảnh sát nhân tiện cũng phát hiện trong phòng West có một cái lỗ. West đã thành thực khai thật đầu đuôi sự việc, từ lúc lên kế hoạch như thế nào, chạy trốn ra sao, cùng với thời gian những người này trốn là vào lúc nào, đồng thời phối hợp tích cực với phía cảnh sát truy lùng ba người kia. Cho nên cuối cùng West cũng không phải chịu thêm hình phạt nặng nề gì nữa. Vậy sau khi xác định ba người vượt ngục, cảnh sát đã kéo chuông báo động, bắt đầu truy tìm trên toàn đảo, cũng lập tức phái tàu tuần tra tìm kiếm trên biển trong phạm vi rộng. Thực ra việc tìm kiếm của cảnh sát không chỉ đã bị phát hiện muộn, mà trên thực tế việc tìm kiếm trên quy mô lớn cũng bị muộn, bởi vì vừa hay người quản ngục hôm đó không có mặt, đang nghỉ phép, mà thời đó cũng không có điện thoại, lúc này thì không ai liên hệ được với quản ngục, sau đó liên hệ mãi mới được, rồi mới bắt đầu tìm kiếm trên phạm vi rộng. Sau 10 ngày tìm kiếm trên đảo và trên biển, chỉ phát hiện trên biển có một mái chèo. Mái chèo thuyền này y hệt như cái mà họ bỏ lại trong nhà tù, chính là cái mái chèo mà đáng lẽ West sẽ mang đi, nó giống y hệt cái đó. Điều này chứng tỏ nó chính là cái mà họ đã làm. Còn nữa, phát hiện hai chiếc áo cứu sinh được làm từ áo mưa, một cái tìm thấy trong vịnh, còn một cái tìm thấy ngoài vịnh, nó nổi trên mặt nước mà không hề hư hỏng gì. Và còn phát hiện một cái túi chống nước làm từ áo mưa, trong túi còn có đồ vật liên quan đến hai anh em nhà Anglin, có một số bức ảnh của họ và ảnh của người thân bạn bè. Còn có một tờ giấy, trên đó viết đầy phương thức liên hệ với bạn bè người thân, mọi thứ được tìm thấy đều nguyên vẹn. Qua đây có thể thấy, họ đã dùng nhiều thời gian để chuẩn bị. Cuối cùng thì vẫn không tìm thấy tàu đệm khí. Thế nhưng, đã tìm thấy một số mảnh cắt của áo mưa, người ta suy đoán rằng chắc là thuyền này đã bị nát rồi bị sóng đánh tan và biến thành những mảnh vụn này. Nếu như tàu đệm khí bị vỡ, thì tỷ lệ vượt ngục thành công của họ là không lớn rồi. Bởi vì sao? Vì sóng gió quanh vùng biển này cực kỳ lớn, đặc biệt lúc họ đi lại là tối đêm. Cho dù là tháng 6,
thì nhiệt độ nước biển cũng chỉ có 10 độ. Chỉ cần xuống nước 10 phút thì cơ bắp họ bắt đầu co rút, không còn kiểm soát được nữa. Và rồi do nhiệt độ cơ thể thấp sẽ gây choáng. Cuối cùng thì người sẽ bị chết đuối hoặc chết cóng. Một điều nữa, đó là cá mập lại hoạt động về đêm. Nếu như trong quá trình chạy trốn mà họ bị thương thì rất có thể vào tầm ngắm của cá mập. Và còn một việc nữa khiến cho cảnh sát cho rằng họ chắc chưa có chạy thoát, đó là cho dù họ có lên bờ thành công thì trên bờ cũng không phải nơi vắng vẻ không người. Bờ bên kia đều là nơi rất phồn hoa náo nhiệt, đâu đâu cũng là người, cả ngày lẫn đêm đều nhiều người. Mấy người mặc áo tù chạy trốn bơi lên bờ thì đã bị phát hiện ngay rồi, bởi vì cũng có cảnh sát tuần tra. Mà thực tế là qua thời gian dài điều tra và thăm hỏi, không có ai nhìn thấy có người mặc áo tù hoặc ai đó khả nghi lên bờ, cho nên phía cảnh sát suy đoán rằng họ chắc đã bị biển lớn nuốt chửng rồi. Cho dù cảnh sát cho rằng tỷ lệ họ chôn thân nơi biển lớn rất cao, nhưng việc tìm kiếm vẫn chưa bao giờ dừng lại. Hơn nữa, cảnh sát cũng phát lệnh truy nã đi khắp nơi. Sau khi lệnh phát đi, đã nhận được rất nhiều tin tức. Các nơi tại Mỹ đều nói, ồ, có người rất giống họ. Kết quả cảnh sát chạy khắp nơi, nhưng đều xác nhận là không phải họ. Nửa năm sau khi ba người này vượt ngục, lại có một người nữa trên đảo Ác Ma vượt ngục. Người này tên là John Paul Scott. Anh ta không có thuyền, cũng không có sự trợ giúp của bất cứ công cụ nào, chỉ đơn giản là bơi qua. Thế nhưng sau khi bơi đến bờ, do chứng hạ thân nhiệt nên đã bất tỉnh nhân sự. Được một đứa trẻ đi qua phát hiện, liền lập tức báo cảnh sát, nói rằng phát hiện một người chết. Lúc cảnh sát đến nhìn thấy, ồ, chính là một tù nhân vượt ngục, liền bắt lại. Scott vẫn còn sống, anh ta do cướp ngân hàng mà bị kết án 30 năm tù. Lúc đó khi vượt ngục thì anh ta còn đi cùng một người khác nữa, tên Dolly Parker. Hai người họ do có biểu hiện tốt nên được làm việc tại nhà ăn. Tối hôm bỏ trốn, họ trốn trong nhà bếp, không về phòng giam. Cảnh sát không phát hiện ra. Và rồi hai người họ từ nhà bếp đi khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một cái cửa sổ, phá cửa sổ này ra ngoài, nhảy xuống vách đá, bắt đầu bơi. Kết quả khi nhảy từ vách đá xuống, chân đo bị gãy, chân gãy rồi nhưng vẫn xuống bơi. Bơi không được bao lâu, bơi đến một tảng đá thì không thể kiên trì tiếp được nữa, nên anh ta bèn dừng lại tại đó, còn Scott thì bơi tiếp, cuối cùng cũng bơi được đến bờ. Do việc Scott đã bơi được lên bờ nên khiến cho cảnh sát đột nhiên nghĩ đến mấy người kia rất có thể đã bơi qua được rồi, bởi vì mấy người đó có thuyền, có áo cứu sinh, còn Scott chẳng có cái gì. Thực ra cũng không thể nói không có cái gì, Scott cũng không phải ngốc, anh ta cũng chuẩn bị hai găng tay cao su. Găng tay này sau khi thổi lên cũng có thể làm phao cứu sinh, cũng bơi được đến bờ bên kia. Hơn nữa lúc Scott bơi là nửa năm sau, tháng 12 là lúc lạnh nhất mà anh ta vẫn còn bơi qua được rồi. Tin tức này khi được đăng, người dân Mỹ liền thấy, ồ, việc này rất có thể. Thế là rất nhiều người bắt đầu thách thức sự việc này, họ bắt đầu bơi. Tất nhiên họ không thể lên đảo để bơi về bờ, nên họ đã tự sắp xếp một cái thuyền đến gần đảo, rồi nhảy từ thuyền xuống và bơi ra, xem có bơi được không. Thế nhưng đều là bơi vào ban ngày, bởi vì tối có cá mập. Cuối cùng có phỏng vấn một số người thử thách, những người này đa số đều là dân bơi chuyên nghiệp. Khu vực biển này sóng gió rất lớn, người bình thường không dám xuống bơi. Người bơi lội chuyên nghiệp cũng đều nói, nếu như là vận động viên chuyên nghiệp thì còn có thể. Đối với người bình thường, thực sự quá khó. Có hai nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là nhiệt độ nước quá thấp, thứ hai là sóng gió và dòng nước quá mạnh. Với thể lực người bình thường thì không đủ sức để chống lại dòng nước. Vận động viên chuyên nghiệp do cơ thể điều chỉnh rất tốt, thể lực cũng tốt, được rèn luyện trường kỳ cho nên họ có thể bơi được đến bờ, còn người bình thường hầu như là không thể. Và khi họ đúc rút ra kết luận này, đột nhiên phía cảnh sát liền nghĩ đến một chuyện. Năm xưa khi đang điều tra vụ việc, họ cũng đã tra hỏi một số tù nhân, dò xem họ có ấn tượng gì đối với mấy tù nhân bỏ trốn hay hiểu gì về họ. Những người tù nhân này đều nói hai anh em Anglin có sức khỏe cực tốt, là nhân tài thể thao, môn nào cũng biết, nào là bóng chày, chạy bộ, chạy cũng cực nhanh. Sau đó cảnh sát đã đi điều tra về hai anh em Anglin, phát hiện hai người này vốn sinh sống tại vùng biển, có khả năng thật sự là kiện tướng bơi lội. Như này thì tỷ lệ hai anh em Anglin vượt ngục thành công bỗng chốc tăng rất cao. Trên thực tế, sau sự việc Scott vượt ngục không lâu thì nhà tù này đã đóng cửa. Hơn nữa bắt đầu từ năm 1972, nơi đây bắt đầu trở thành khu du lịch, quy về vườn quốc gia quản. Chỉ cần bỏ tiền là có thể lên đảo tham quan rồi. Có một bộ phim rất hay tên là The Rock, chính là được quay tại đây. Sự việc này sau đó trong suốt hơn 50 năm không hề có tiến triển gì, cũng không biết mấy người đó có vượt ngục thành công hay không. Mãi cho đến năm 2013, cảnh sát San Francisco đột nhiên nhận được một bức thư. Trên thư viết người này tên là John, hai anh em nhà Anglin, một người tên là John, một người tên là Clarence. Ông John này viết trong thư rằng ba người chúng tôi đã vượt ngục thành công, hơn nữa còn sống cùng nhau một thời gian. Ông ta nói, nếu như các anh đồng ý đem sự việc này đưa tin lên thời sự, thì tôi sẽ nói cho các anh biết tôi ở đâu. Hơn nữa, tôi cũng có thể về lại nhà tù, nhưng nhiều nhất chỉ ở đó một năm, nhưng các anh phải đồng ý chữa bệnh cho tôi. Về phía cảnh sát có thể cho rằng đây là sự việc giả mạo, nên không có quan tâm đến nó. Sau đó cháu ruột của John cũng lên tiếng. Anh ta biết ba người này thực sự là đã sống sót, và
và còn biết ba người này sau khi thoát ra thì còn ở với nhau một thời gian, sâu đến tận năm 1975, cũng tức là sống cùng nhau 13 năm. Sau đó vì để chứng minh lời mình nói, năm 2016, anh ta đã cung cấp cho cảnh sát một bức ảnh. Hai người trong ảnh chính là hai bác của anh ta, một người là John Anglin, một người là Karen Anglin. Bức ảnh này cũng thực sự được chụp năm 1975, địa điểm là ở Brazil. Sau đó phía cảnh sát đã chuyển bức hình này đến pháp y và còn chuyên gia các phương diện khác nhau để giám định. Chuyên gia thông qua dấu hiệu cá nhân phán đoán có khả năng là thật, nói từ hình dáng bề ngoài, tướng mạo so với tài liệu của những tù nhân mà cảnh sát nắm bắt được, chắc là một. Giờ người cháu này cũng không biết mấy người này ở đâu, anh ta nói bác John thì chắc còn sống, Clarence thì chắc đã qua đời, Frank thì anh ta không hay biết gì. Thực ra sự việc này có thể giải thích một cách hoàn hảo tại sao họ không bị phát hiện mãi cho đến tận sau này, là do họ đã đến Brazil, cả cuộc đời này sống tại Brazil, không về nữa rồi. Người mẹ của người cháu này, cũng tức là em gái của John và Clarence Anglin, cũng xác nhận với phía cảnh sát, nói rằng hai người họ sau khi vượt ngục được 3 năm, vào lễ Giáng sinh hàng năm, đều gửi một thiệp chúc mừng cho mẹ. Trên tấm thiệp này không có tem, thế nhưng chữ ký đều là của anh em Anglin, cũng tức là nói hai anh em này đã sống sót. Sau này phía cảnh sát đã công khai một tài liệu, xác nhận rằng vào năm 60 mấy, khi điều tra sự việc, cảnh sát đã từng nghi ngờ rằng họ đã chạy trốn sang Brazil. Bởi vì vừa hay lúc đó Brazil đang gặp chính biến. Hơn nữa Brazil rất rộng lớn, rất nhiều người, những tội phạm truy nã kia của Mỹ chỉ cần chạy đến Brazil thì về cơ bản là biến mất giữa dòng người. Cũng không phải nói là Brazil sẽ tiếp nhận những tội phạm chạy trốn này, chỉ là Brazil lúc đó không có người quản. Trên thực tế không chỉ riêng Mỹ, thời điểm đó thì tội phạm chạy trốn khắp nơi đều chạy đến Brazil. Có những người là bị phán xử bởi Đức Quốc xã cũng chạy đến Brazil, nhưng người Mỹ ở Brazil lại cực kỳ ít. Tại sao vậy? Là do đất Brazil rất nghèo, người Brazil đều chạy đến Mỹ, chứ không có ai là chạy đến Brazil. Đặc biệt lúc đấy, có biến động chính trị, những người làm ăn nghiêm túc đều chạy về, chứ không có ai chạy đến đó. Cho nên lúc đấy rất hiếm khi nhìn thấy người Mỹ. Sau đó có người nói đã nhìn thấy anh em Anglin ở Brazil, bảo là ở đó làm ruộng. Cho đến tận ngày nay, cảnh sát San Francisco vẫn đang truy tìm mấy người vượt ngục này. Nếu như họ còn sống, anh em Anglin chắc là khoảng 90-91 tuổi, còn Frank thì 94-95 tuổi rồi. Theo luật pháp Hoa Kỳ thì cần điều tra đến bao giờ? Tất cả phạm nhân đều đến 99 tuổi là không điều tra nữa, cho nên vẫn còn khoảng 5-10 năm nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.